đầu nhức bừng bừng không biết. Ủa, tía, tía. Ủa, bé về rồi đó hả? Tía tỉnh rồi hả? Tía, con có nấu cháo cho tía ăn giả rượu nè. Tía ăn miếng cho nóng rồi nó giả rượu là tía khỏe à. Ủa, bộ tía say dữ lắm hả? Trời, tía còn hỏi con. Tía say quắc cần câu luôn. Tía ngủ gục ngoài cái bàn kia kìa. Mà hên nha, nhờ say mới thấy. Sao á, bồng tía vô đây nè. Cái gì? Bà Sáu bồng tao vô đây hả? Dạ. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Bà bồng tao vô đây mà cái xóm này mà biết nha, chắc tao có nước tao độn thổ tao chết luôn á. Trời đất ơi, cái chuyện tí say mà người ta bồng tí vô đây á, làm gì tí căng thẳng dữ vậy tí. Mà còn thấy hay á tí. Trời, nhờ cái cảnh tượng đó mà con tưởng tượng ra, trời, sao Sáu hay thiệt luôn á. Biết là bà mập rồi, nhưng mà bà bồng tí gọn bưng như em bé vậy đó. Bà còn chọc quê tao nữa hả? Tao đập chết cha mày giờ. Nghe hỏi nè, mày đi đâu mấy bữa nay bây giờ mới về? Đi kiếm con Ánh nữa phải không? Rồi có tìm ra nó không? Tía đã nói với bay rồi, đừng có đi tìm nữa. Nếu mà hai đứa bay mà có duyên là vợ chồng á, thì thế nào con Ánh nó cũng về đây nó tìm bay à. Bây giờ cứ lo mừng ăn đi, rồi để dành để dụm kiếm tiền. À, cái rồi nó về cái là tía qua tía hỏi cưới cho bay luôn. Tía nói thiệt hả tía? Ừ. Dạ tía, con cũng suy nghĩ rồi. Bây giờ con sẽ không đi tìm Ánh nữa đâu. Như tía nói mà, có duyên thì Ánh sẽ về thôi. Giờ con không có bỏ tía đâu. Bỏ tía hả? Lỡ như tía say xỉn rồi tía nằm cục ở ngoài bàn kia, bà Sáu bà qua bà bồng tía nữa sao? Nhắc hoài mấy cái chuyện này nhục chết. Tía, tía mắc cỡ nhìn mắc cười quá tía. Tía tặng tía nè. Mua ba cái này làm gì? Cho tía xài. Ta đã nói ta không xài rồi mà cứ mua về làm chi? Không thích xài. Tía làm sao vậy? Điện thoại bây giờ nó tiện dụng lắm đó tía. Thôi tía xài đi. Tía có đi đâu á, con nhớ tía con gọi. Hoặc là tía có nhớ ai tía gọi. Ôi, tao không có thích xài rồi mà. Mày biết sao tao không muốn xài không? Lý do gì tí? Tao muốn con cái á nhớ cha nhớ mẹ, không phải điện thoại về hỏi thăm bằng cái cục này. Mà nhớ cha nhớ mẹ là phải về thăm. Chứ cái điện thoại qua cái này rồi hỏi thăm với cái cục vô tri này á, nó không có ý nghĩa gì hết trơn hết trọi á. Cho nên là tí không có thích xài. Con công nhận á, tía của con cao tay thiệt. Bởi vì á, tía không muốn chị Phụng với anh Đặng là cứ ở miếng ở trên Sài Gòn không về đây thăm tía. Nên là tía không xài cái này cho mọi người về đây thăm tía. Mà cuối cùng tía không xài cũng đâu có ai về đây thăm tía đâu. Thôi xài đi tía. Giờ con nói tía nghe nha. Tía xài cái này á, rồi tía nhớ ai tía gọi. Chẳng hạn như là tía gọi cho Tám. Đúng rồi, chắc chắn là tía nhớ Tám nè, đúng không? Tự nhiên ta đi nhớ là bà vô Tám là chi? Ơi, không nhớ mà có người uống rượu rồi xỉn rồi buồn. Mẹ ơi, xài hả tía? Nè, thì phải từ từ. Sao nãy tía nói tía không có? Thôi giờ con chỉ tía xài trước đi, rồi chút con điện thoại cho. Nè, đó đây nè, con cài cái sim vô cho tía rồi đó. Đó, đó, rồi cái số con lưu lưu về là tí cứ bấm vô đây, thấy không? Ví dụ con cài chữ A đi, chẳng hạn như là 8 đi 8. Đừng có cài chữ 8 không. Nhiều khi 8 nhiều 8, bây giờ thì phải ghi chữ em 8. Ủa? Em... Ba xuôi 8. Vậy con lưu trước đi tí ha.